211 天, ngày 211. Mấy hôm trước chị vào tìm quyển sách, hãy nghe và nhắc lại. 我前几天进去找本书. Wo. Qian. Ji. Tian. Jin. Chu. Rao. Ben. Shu. Wo qian ji tian jin qu zhao ben shu. Wo qian ji tian jin qu zhao ben shu. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Hóa ra. Nguyên lái. Đã là bạn bè. Chỉ rán sự phấn hiểu. Rất thơm. Khẩn xăng. Xem tình hình đi. Khẳng chính khoảng bà. Lúc nào? 什么时候? Cùng đi. 一起去. Không cần cố đi ôn lại từ mới và bài khóa cái gì cả. Bù yùng khờ yì chù phù xí sân cứ hờ khờ vấn sớm đợ. Mình hiểu rõ. 我明白. Hôm khác gặp. Cải thiên chiền. Thần mỏi chân. Chân lầy chảo. Rất thích hợp đấy. Mán khớ sử đợ. Không rõ lắm. Bố thải chinh chủ. Lần đầu tiên đến không quen đường. Tí sử lái bù sứ lũ. Đi thang máy lên trên. Dù điện thi sang chữ. Đặc biệt thích. Thừa biệt sĩ khoan. Hơn nữa còn không chỉ một hai cái. Ở chìa hái bù trừ y lãng cửa. Không thể nào, sao có thể thế được? Giấm mức khở nấng. Để đâu? Phẳng nả. Không có ấn tượng gì cả. Y điển yên xàng yên mấy yếu. Trên giá sách. Su giá sàng. Tầng trên cùng, ngăn trên cùng. Trời sang miền y tầng. Mấy hôm trước vào tìm quyển sách. Chén dì thiên chìm chì chào bản sách.